Hôm nay ghi cho tôi đồ mở đi. Không có mở mới đóng cái gì Không, cả. hôm qua đấy cô thấy xem. Anh xem cái gì? Hôm qua anh sang đây anh bảo tôi là anh mơ chắc chắn lắm, kiểu gì cũng được. Xong rồi ghi nợ. Xong rồi thấy mất hút các mẹ hàng luôn. Thật sự là đấy. Cái mũ của tôi còn phải đánh vội vội vàng vàng chùm qua giờ tôi còn quên ở đây. Nhưng mà cứ ghi cho tôi nốt hôm nay cái con đầu mở đi. Nốt cái gì mà nốt? Hôm qua anh bảo anh mơ chuẩn lắm. Đánh không không, về không một. Thế còn gì nữa? Thế là giải nhì còn gì nữa? Về về không một là giải nhì còn gì nữa? Anh mà có tiền anh mang sang đây ấy, anh có về giải ba, giải bét thì giải giải gì nữa ấy, thì tôi cho thoải mái. Tôi nói là Nhưng mà ghi nợ thì không được. thì cô xem cái giấc mơ hôm qua nó như thế là nó đã sát đít rồi đúng không? Là tôi chỉ cần biết luận một tí nữa thôi là nó ra con không không một đấy. Bởi vì là tôi nhìn thấy hai cái ngủ mê thấy một đôi nó cặp kè nó yêu nhau thì nó dẫn nhau vào trong cái bụi rậm ấy, là nó tôi chỉ thấy thoáng thoáng mùi thò hai cái quả mông trắng trắng nha, tôi mới thích con không không. Hóa ra nó chắc là nó tôi mà loạn được thì nó phải chắc là chúng nó cũng phải không một thì đúng hơn. Cô công nhận không? Đấy là việc của anh. Chứ hôm nay không có tiền không ghi đâu nhá. Không, cứ ghi cho tôi nốt hôm nay đi. Hôm nay tôi ngủ mê là tôi nghĩ là chắc chắn là chuẩn. Thật sự là hôm nay là Chắc chắn là chuẩn. Mà cô có đánh theo thì tôi cho đánh theo. thôi, thôi, thôi. Theo anh thì tôi sợ ra đêm mà ở đây tôi mỗi người tôi theo một con, theo cả anh nữa thì làm sao mà tôi chống được. Thôi hôm nay ghi cho tôi đầu mở đi. Đầu mở 1 triệu đi. Mỗi con Một 100 triệu. vô. Anh có tiền không? Thì nốt hôm nay xong chỉ vài bữa nữa thì tôi bán gà bán lợn được thì tôi sang tôi giả không thiếu một xu nào. Tôi thằng này tôi chưa bao giờ biết quỵt ai. Anh nhớ đấy nhá, tôi ghi Đúng. cho anh nốt hôm nay mà không tối nay mà không được nhá. Qua 7 giờ là tôi đến nhà anh, tôi gõ cửa tôi vào tôi gặp Mẩy Thanh đấy. Được rồi, đừng 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 có nói chuyện với Mải Thanh, vợ tôi nó ghê gớm lắm. Nó mà thật sự nó biết tôi nợ cô hơn chục triệu này chị, thật sự nó khéo nó phải treo giò tôi khoảng nửa năm rồi. Gớm. Nó mà cất đồ chơi đi lúc đấy cô thường tôi, nó mà cất bỏ đồ chơi đi tôi lại phải tốn tiền đi thuê đồ chơi về chị. Nó Anh mà biết sợ thế thì vay tiền mà đập vào cái chỗ này giả tôi đi. Không á, cùng lắm là sáng mai tôi sang nhà anh tôi hỏi nợ đấy. được rồi, cứ ghi cho tôi cái đầu mở. Bởi vì hôm qua tôi ngủ mê được đưa một được đưa cô luôn đấy, mà hôm nay cô cứ đánh treo tôi. Tôi ngủ mê là tôi được đưa cô bụng to đến tháng đẻ rồi. Đến bệnh viện cái là bác sĩ khoa sản là bảo đưa vợ luôn vào trong phòng cho đẻ luôn, mở sắp đẻ rồi, sắp vỡ ối rồi, mở hết rồi. Đấy, cứ ghi cho tôi cái đầu mở. Ảnh bà luyến thuyền, tôi chồng con không có, chửa mới đẻ cái gì. Thì thế Vờ gì nó vơ mà vờ. thì nó mới trùng hợp thế, thì biết đâu sau cái đợt này tôi lại vừa trúng đề, cô đánh theo cô cũng được đề lại về lại có người yêu đến, thế thì chả ngon lành à. Đấy, cô cứ ghi cho tôi cái đầu mở. Đầu mở là con bao nhiêu? Đầu mở thì là từ hai cái con gọi là Tôi làm cái đề cả chục năm nay rồi, chưa thấy ai nghe đầu mở với chả đầu đóng cả. đúng là cô chả hiểu thế nào. Cô đầu mở có nghĩa là hai con đầu tiên, cô hiểu không? Cái giải đặc biệt đấy, hai con đầu tiên là nó về tôi không đánh đầu đánh đề đầu đuôi nữa, À, hiểu hôm không? nay chơi liều thế à? Thế phải chuyển phong thủy một tí chứ. Đầu mở 1 triệu Đầu mở 1 triệu. và Anh ký vào đây cho tôi cái đi. bạch thủ con gì này, chửa đẻ ngủ mê mà
xin giữ tử lại. Xin là giữ. Giữ là cứ đánh cho tôi ham hổ nữa. Hổ sao lại giữ lại đánh ham hổ? Tối loạn thế, giữ chỉ có con hổ nó mới giữ thôi, đúng không? Thì con chó nó cũng giữ mà. Con chó thì nó phải chó đẻ nó mới giữ thôi. À ừ. Ừ thế đúng đúng. Thế thì cô đánh cho tôi hàng chó nữa. Hàng chó mới hàng hổ nha. Rồi. Đấy. Mỗi hàng 500 đi. Tổng là 2 triệu. Thế là tổng là 2 triệu à? Vâng. Cái này là 1 triệu nữa, tổng 2 triệu. Vâng. Đấy, anh ký vào đấy cho tôi. Hôm nay là phải có chữ ký của anh. Ký gì, ký là cái gì? Tôi ký sổ máy quen đâu. Nhớ đấy nhá. Đấy. Nội nhật trong ngày hôm nay hoặc là đầu giờ sáng ngày mai không có tiền là tôi sang tôi tận nhà anh đấy. Cô cứ yên tâm. Nội trong cái đầu buổi chiều mai tôi sẽ sang trả tiền cho cô được chưa? Anh làm cái gì? Tôi đã bảo là trong vòng chậm nhất là đầu sáng mai cơ mà. Thôi được rồi, đầu buổi sáng mai được chưa? Đấy, cứ đầu buổi sáng mai tôi sang. Anh nhớ anh nhá. Rồi. Đấy, bao nhiêu số? Không đánh theo mà nó về đừng có tiếc nhá. Rồi anh về đi. Chết dở, bảo năm học rồi mà xe thì hỏng. Mà chả hiểu nó đi cái kiểu gì. Này, anh Hi. Anh Hi đi đâu về đấy? Từ sáng không thấy mặt mũi đâu. Sửa cho nó cái xe đi. Đi học đến nơi rồi cứ vỡ. Nó không sọc nữa đây này. Chỉ ngày mai thôi, để tao mua cho nó hẳn cái xe mới. Xe mới? Ông ngoại nhá. Mà không mua nó cái xe cũ này nhá. Lấy đâu phương tiện cho con đi học? Tiền một xu không có. Suốt ngày ăn đi chơi để mua xe mới cho con. Hôm qua mày không thấy đấy à? Tao xích nó được đề đấy, tao cứ tưởng được. Rồi, ôi, đề đó, ra đây mà ở cái kìa. Bao nhiêu là cái gương ở cái làng này, cái xóm này. Bây giờ chúng nó nhá, không vợ chồng bỏ nhau thì cũng gọi là đầu đường xó chợ hết một lượt rồi. Thế mà còn phải theo gương. Mình phải tránh cái gương xấu đấy ra chứ. Mình phải tránh cái gương xấu. Thấy chúng nó như thế rồi thì mình đừng nhúng vào. Gương chúng nó bỏ nhau nhưng mà mình xoay vào gương đấy mình phải tránh đi chứ. Mình kể cả là không được để thì vợ chồng cũng không được bỏ nhau. Thật á? Thế à? Lão á, mà không sửa cái tật mà để đón cờ bạc nhá. Con này tự khắc gập quần áo đi, không cần phải đuổi. Mà cũng chẳng cần phải ra tòa mà, tự bỏ. Anh đánh để nó chỉ đam mê một tí thôi. Anh có mang cái tiền kinh tế của gia đình đi đánh đâu mà phải lo. Không mang kinh tế gia đình. Thì lão nghĩ xem, từ đầu năm đến giờ mang được cái đồng nào về cái nhà này chưa? Nhưng mà được ít mình lại nuôi nhiều thì lại gửi gắm ở đấy để đánh dần chứ mình. Gửi gắm ở đấy? Sắp sửa quần áo nó lột nốt rồi đấy. Em có biết là anh từ ngày đánh để anh mới có tiền gửi ở đấy không? Giờ gửi đấy gần ngót tỷ rồi chứ. Chẳng qua là anh chưa muốn rút về cho lúc nào anh bạch thủ một phát đúng một con thôi. Chính xác phát là mang về tất cả gốc lẫn lãi. Đấy, ở đấy mà tự hào. Mang tiền đi gửi bên đấy. Thảo nào đồng lớn đồng bé có bao giờ thì mang về mua cho con được cái gì đâu. Một tay vợ gọi là nai lưng đi kiếm tiền. Chẳng cái xấu hổ. Vậy đừng có nói chứ. Anh cũng lo việc lớn chứ không phải. Lo việc lớn mà không lo mà sửa cái tính ấy đi. Đây lưu loa hết cho cái làng mình biết là nghiện đề đón đấy. Nhà riêng gì nhà mình. Ở xóm này thằng nào chẳng nghiện đề mà phải lưu loa. Nó em cứ lưu loa lên đến nó còn loạn đề nó còn rôm rả lên chứ phải lo. Đúng là không còn lời nào để tả. Mặc cởi quần áo này ra, ra cọ trong lợn đi, chăm vào cái con lợn rừng đấy cho nó béo lên. Lợn rừng nào? Con lợn rừng vừa mới gọi người đi bắt về lúc nãy đấy. Chăm cho béo lên, tết bổ ra để mang biếu nội ngoại mỗi nhà một miếng. Tiền đã không có lại còn ôm dôm dặm hết cả bụng ra. Lại còn đoàn biếu. Không có là không có tiền đi đánh đề thôi. Còn tiền ăn hàng ngày ấy, vợ anh vẫn lo tuốt nhá. Được rồi. Nội ngoại vẫn lo con lành. Đâu ra đi ra đây xem nào, xem con lợn rừng như thế nào, mua bao nhiêu tiền. Đó ngoài chuồng ấy, đi ra đấy là xem. Đang tính để sửa cái xe đây này.
Con đi học thì chả lo, suốt ngày lo con đầy đó. Đứng dậy xem nào, con nợ nó bao nhiêu cân, bao nhiêu tiền? Hơn 30 cân. Em thả vào cái ô chuồng lợn nhà mình kia. Thì lợn chả nuôi ở chuồng thì nuôi trong nhà. Đầu óc chả có suy nghĩ gì cả, lợn rừng thả vào cái ô chuồng lợn nhà mình thì làm sao nó ở đấy được. Gớm. Nó mà quen cái môi trường sống ở trên rừng, nó nhảy một phát là nó phi ra cái tường đấy là mất hút con mẹ thằng luôn luôn đấy. Đấy 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 đấy. Lại con cóc luôn đấy. Lo mất tiền thì đi ra sửa cái chuồng, rồi thì rào chắn thế nào mà chăm nó đi. Việc bắt về là vợ, còn chăm đấy là việc của ai đi. Chả nghe ra thế nào. Thế quái nào mà nó kiểu gì đâm đụng vỡ hết rồi. Không ổn rồi em ạ, nhốt vào đấy là không được đâu. Sao mà không được, nhà người ta nhốt trong chuồng thì mình cứ chuồng mà nhốt. Khổ quá nhỉ. Nhẽ cho nó vào ở với người à. Em bây giờ em đưa tiền cho anh, anh ra anh mua lại 2-3 quận dây thép gai anh vậy chẳng kín cái phải chẳng kín cao cái bốn cái trụ tường đấy thì lợn nó mới không nhảy ra được. Thôi thôi đừng có mà thử giấy vay vai đi, bây giờ đưa tiền cho ông để ông đi ra kia rồi ông lại béo con mẹ để à. Đồ, tại sao lại em lại nghĩ anh chơi nhỉ. Chả thế thì gì, lúc nào nói lấy tiền thì sáng mắt lên nhanh lắm, lúc nào cũng nghĩ cớ để bảo vợ đưa tiền, còn lâu nên mới đưa. Được rồi nha, nó mà nhảy ra thì đi mà tìm lấy nha, lúc đấy đừng có mà kêu nha. Nó mà nhảy cũng chẳng khiến lão đi tìm. Nhớ lên nha. Đây đây đây, ông vào đây. Đâu rồi đâu? Bắt tôi cho tôi sao? Bắt luôn à? Bắt luôn thì hộ tôi lại không vợ tôi nó về. Nhưng mà cái này nghe tôi nói là ông không có nói gì với vợ tôi nha. Bắt lợn hai vợ chồng tôi bàn bạc rồi, nhưng mà phải giấu. Không có là cái sợ vợ sốt ruột à? Đấy, vợ tôi mà nói cả chuyện là vợ tôi là nó định để Tết là mổ là biếu mỗi người một tí, nhưng mà giá này bán là được giá rồi đấy, có gì mà xót ruột. Nhưng mà biếu thật sự phải biếu nó xót ruột lắm. Bây giờ mình rồi, nuôi rồi, để bắt đã xong thì 2 năm trời mới được cái con lợn, bây giờ bạn bảo để đi biếu thì cứ mà. Nhưng mà anh nghĩ thế là đúng đấy. Bây giờ có chỉ có mỗi gia đình là quan trọng, gia đình mình còn chưa lo được còn lo cho ai đúng không? Thế là gì? Ăn thì ăn bao nhiêu hết, bán về kia thì làm bao nhiêu hết. Ông ơi, cái này, con này. Đây có cái bán nào nhà ông có cái bán nào không? Có. Đấy. Đây. Đấy, ông đứng tắt, sao vào cái này, để tôi đứng trên đấy. Đứng tắt qua đây, vào đây. Đấy. Đấy nhé. Đấy. Ông làm cái gì ông bảo tôi chứ. Qua nhỉ. Có tên là bọn này nó mạnh lắm, nó phi khó bắt ra. Lại. Chuồng nhà ông rộng quá, cái này nuôi 20 con à. Tôi mới bảo bọn tôi là cao được không ạ? Cao cái gì mà cao, nhanh lên vợ tao nó về. Cao mày thôi. Rồi. Vào thanh toán. Rồi.
Đấy, sáng nay tôi đã đưa trước ông 5 triệu nhá. Đặt cọc đây còn 2 triệu cầm nốt này. Rồi. Được rồi. Vào uống nước đã nhỉ? Thôi nước thôi chị, cho ông về rồi tôi nhờ anh. Xin công nước lạnh. Khát nước. Tôi vợ tôi nó về, ông lại phải thả vào chuồng ngay lập tức. Quá đáng, bán lợn gần chục triệu không cho xin công nước. Thôi ông không cản cho tôi cắt. Cái cuộc sống của tôi nó thế. Nước nuôi ông ra quán có nghìn, vài nghìn này nó vỡ bộ. Nhanh. Quá nhỉ, thôi nhanh về nhá. Rồi, nhanh. Có gì tôi gọi. Rồi. Ôi trời, may quá không vợ nó đi vắng. Bán được con lợn giả hết cái món nợ nần cái con mẹ đề kia gái là thoải mái hết cả người. Anh ơi, nhanh lên đi ra tìm lợn. Lợn mất rồi. Lợn mất nhá. Rõ ràng lúc sáng cho nó ăn xong đi ra làm, mất thấy nó ở trong chuồng. Mà bây giờ đi ra không nhìn thấy nó đâu nữa, mất hút cả mẹ hàng luôn. Nhanh lên đi tìm nó. Giờ còn tìm cái gì nữa lợn. Nó mà phóng ra cái cánh đồng kia nhá thì chắc hẳn là mất luôn đấy. Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, bảo mua cái dây thép gai chằng kín cái chuồng lại nó mới không nhảy ra được. Thế thì công cốc rồi. Ai là... biết đâu, nghĩ là ở nhà nó nuôi lợn, nhà thì nó lành, về nhà mình cái chuồng nó cũng cao như này mà sao nó nhảy được nhỉ? Lợn rừng mà kêu lợn lành, lợn rừng nó còn nhảy hơn cả con sóc ở trên rừng ấy. Đi tìm đi. Tìm cái gì nữa à? Bây giờ nó chết tận ở trên ngọn núi kia kìa. Lên đấy mà tìm. Tìm được nữa giờ thì chỉ có... Nó mà phóng lên đấy thì xác định mất à? Ai mà mấy triệu đấy. Đây kìa, khả năng nó cái chỗ cái đỉnh kia kìa. Em ra đây anh chỉ cho nó cái chỗ ấy, nó hay tập trung cái lợn rừng nó hay ở cái chỗ kia kìa. Lên đấy. Không không nhá. Ừ, đấy cái thung lũng đấy thì khả năng nó chắc nó ở trên đấy đấy. Nhiều nhà nó mất, nó hay lên đấy tìm lắm. Nhưng mà cũng không mất tìm. Mất to con lợn rồi, thế là ăn là được ăn. Tự nhiên mất mấy triệu bạc. Nói thì chả nghe. Bảo che chắn cho nó cẩn thận vào thì không nghe. Để bảo làm gì nó nhảy ra được. Ai mà biết được, mà ai nghĩ biết là xong đi ra phải che đi. Che gì, bảo đưa tiền đi mua dây thép gai về răng thì để cho, đưa tiền cho ông để ông đánh để mất à. Đấy bây giờ gì ở đấy. Đã đi lên đây rủ mấy nhà năm ngoái nó cũng mất rồi, chắc nó con đàn cháu đóng ở trên đấy rồi nó đẻ chắc phải nhiều lắm đấy. Được rồi, coi như là của đi thay người. Mấy triệu bạc. Đúng. Ăn giảm được ăn. Của đi thay người em ạ. Nó thay cho anh thì nó cũng đỡ rồi.